bay thẳng tới Việt Nam, hãng hàng không giá rẻ Indigo, Ấn Độ sẽ khai trương đường bay thẳng Kolkata Hà Nội ngày mùng 3 tháng 10 và Kolkata Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 10. Ông Jiir Busan, Tổng vụ trưởng Cố vấn kinh tế Bộ Du lịch Ấn Độ cho biết, đường bay thẳng tiết kiệm thời gian hơn. Thời gian bay từ thành phố Kolkata tới Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mất 3 đến 3,5 tiếng. Trong năm 2018, lượng du khách Ấn Độ tới Việt Nam đạt hơn 131.000 lượt, tăng 21%. Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón khoảng 88.500 lượt khách từ quốc gia này, tăng hơn 19,9% cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này còn khiêm tốn so với 1,5 triệu lượt khách Ấn Độ đến Thái Lan năm 2018. Ông William Bauter, giám đốc điều hành hãng bay đánh giá, Việt Nam là một trong những thị trường chưa được khai thác có triển vọng nhất. Indigo là một trong những hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, chiếm hơn 49%. Thị phần khách nội địa nước này, sở hữu hơn 200 máy bay. Việc tăng trưởng khách Ấn Độ sau đám cưới của đại gia nước này ở Phú Quốc và mở đường bay mới được kỳ vọng sẽ phát triển thị trường du lịch hai bên. Quốc gia này hiện áp dụng cấp thị thực điện tử với 169 quốc gia, bao gồm Việt Nam.